Tiên em muốn nói, vâng, kính thưa các bác thân mến, trong clip này em sẽ được trân trọng mời toàn thể các bác cùng anh em sẽ cùng đón xem tham khảo. Em sẽ test mộc mạc chất âm của chiếc đài PS Audio B4008. Và thưa các bác thân mến, là những chiếc đẩy công suất chuẩn, chất âm hay thì không cần vang, không cần nâng, nó đã hay rồi các bác nhá. PS Audio giá thành hợp lý, vừa tầm tiền. Và em xin được chia sẻ luôn đây ạ. Hiện tại các bác nhá, em đang lấy tín hiệu trực tiếp từ TV các bác nhá. Đấy, em cắm đây ạ. Hơi to các bác nhá. Đây ạ. Đường phone trực tiếp vào đẩy. Đường phone trực tiếp vào đẩy, hai dây loa các bác nhá. Hai dây loa cho loa. Đấy. Không cần vang, không cần nâng, các bác tiếp tục nghe chất âm, sau đó em sẽ giới thiệu cho toàn thể các bác về con đẩy này. Con đẩy này chống chập các bác nhá. Chống chập tuyệt đối, chập dây loa không bao giờ lỗi được đẩy các bác nhá. Chống sốc 64 xòa đưa ra công suất chính, có nghĩa là 64 xòa đẩy kéo, công suất đạt trên 1000W một kênh. Lỗi trở là 8 ohm các bác nhá. Và em mời toàn thể các bác nghe chất âm trước đã, sau đó em tiếp tục giới thiệu. Giá em báo luôn là 8.200.000 đồng, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Chiếc đẩy này em đã bán quá nhiều rồi, trong ngày hôm nay là ít nhất là có 7 con lên đường các bác nhá, 7 con lên đường. Ngày hôm nay em có thể giới thiệu luôn đó là có một bộ về Hưng Yên đúng không các bác, hai chiếc đi Hà Nội, một chiếc đi Quảng Ninh, một chiếc đi Vĩnh Phúc, một chiếc đi Hải Phòng, một chiếc đi về với một bộ sản phẩm của anh Vân, có đôi loa FORG15, và một chiếc đi với anh Tuyên với bộ loa JBL. Ngày hôm nay bán khoảng 7 đến 8 chiếc chứ không phải là ít đúng không các bác. Mời toàn thể các bác tiếp tục nghe nhé. Đây ạ, đây là hai kênh đánh rất chắc, rất hay. Và sau đó em sẽ giới thiệu về nội thất. Các bác thân mến nhé, nội thất đẹp, linh kiện chuẩn là nó phải hay các bác, độ bền cao. Em xin phép là play các bác nhé. Thì chất âm ra hay. Em đang test với đôi loa B3X12i hàng bãi xịn, giá 13.800.000 đồng. Các bác lưu ý nhá. Đây ạ. Từ đường phone này, đúng không ạ? Đấy, cái cổng quang em cắm trực tiếp vào đẩy luôn. Đấy, đây là một. Đây là loa thứ hai. Ok chưa các bác? Và thưa toàn thể các bác thân mến, là biến áp lớn. Đấy, cung cấp đủ nguồn cho công suất làm việc. Sờ vẫn mát lạnh các bạn, vẫn mát lạnh luôn. Đấy, tụ lọc nguồn 16 con, 12.000 micro pha ra, 80V, đó là điện áp chịu đựng các nhá. Con này sử dụng là 2 dơ le nguồn. Đấy, khi em bật công tắc các nhá, em bật công tắc, 2 le nguồn sẽ đóng trước để cấp nguồn cho biến áp. Đấy, sau đó 4 le công suất sẽ đóng để cấp tín hiệu ra, các bác nghe nhá. Đóng 2 lần le này. Lần 1 các bác này, le nguồn, cạch. Lần 2, cạch. Ok chưa?
Con này chống chập tuyệt đối, các bác chập dây loa thoải mái, chập hồng rực dây thôi. Chập 1 phút không chết thì chập cho 2 phút, chập 3 phút, thậm chí là chập 5 đến 10 phút một ngày cũng không vấn đề gì. Con này sử dụng 4 quạt gió các bác nhá. 4 quạt gió quạt về đằng sau. Con này sử dụng một dòng sò SK các bạn. Sức chịu đoàn rất là tốt. Con này có thúc, có bù áp các bác nhá. Đây ạ. Đấy. Con này 64 con đèn trở đi với 64 con sò luôn. Đó là sò đưa ra công suất chính. À, con này sử dụng 4 diode nắn nguồn để nắn từ điện xoay chiều sang điện một chiều cho máy làm việc các bác nhá. Đấy. Phải nói là những con đẩy này rất khỏe, rất bền, hay và đặc biệt là có giá thành hợp lý. PS Audio, sản phẩm mang trên mình thương hiệu PS. Đấy. Có màn hình LED hiển thị. Báo ngày, giờ các bác nhá. Điện áp, điện nhà em giờ hơi yếu các bạn, 206V là hơi yếu các bác nhá. Đấy. Rất nhiều những con đẩy lên đường trong ngày hôm nay. Và xin được tóm lại toàn thể các bác là con này công suất của nó ổn định. Các bác sử dụng cảm giác rất là bền. Đấy. À, sản phẩm này những cái dây mà chịu điện áp chính, điện áp lớn là nó đều bọc cho một lớp để đỡ nhiễu thôi nhá, đỡ nhiễu sóng. Biến áp này dây đồng 100%, đừng ai nói nó là dây nhôm. Tất cả các anh em nếu mà nói những con đẩy 4 kênh dây nhôm thì là lý thuyết kém. Vì sao em nói như vậy ạ? Ví dụ như là những con xe to hạng nặng thì máy của nó phải to. Đấy, những cái con đẩy 4 kênh thì biến áp của nó dây nhôm không bao giờ chạy được các nhá. Đấy, cho nên là em không cần biết nó là con đẩy gì, PS hay là cái gì đi chăng nữa, 4 kênh nó phải là dây đồng các bạn. Ok. Chỉ có điều là linh kiện, vật liệu linh kiện rất là quan trọng trong các thiết bị đồ điện tử âm thanh. Linh kiện tốt sẽ có độ bền cao. Và có độ bền cao thì chắc chắn chất âm phải hay. Chứ còn từ trước nay em chưa bao giờ nghe thấy bảo là linh kiện tốt có độ bền cao mà lại không hay cả các bác nhá. Đấy. Và đấy là một bản nhạc disco đúng không ạ? Test loa. Còn nếu một bản nhạc vàng thì sao nhỉ? Các bác có thể chờ đợi em test sơ bộ một chút được không ạ? Cho toàn thể các bác nghe thử xem nào. Em sẽ test một bản nhạc vàng các bác nhá, thử nào. Em cho loa bên này chạy trước này, một loa này. Đến loa bên này này, cho loa vào này. Ok. Các bạn nhìn này, em chỉ hơi lên volume cái đã khỏe lắm rồi, to lắm rồi. Người ơi, nếu yêu rồi, chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi. Các bác là con đẩy rất khỏe và test kết hợp với B3X12i thì lại càng hay. Bass của X12i đánh sâu, chắc tiếng, tép sắc nét chi tiết, dòng loa đều 3 giải tiếng, thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, rất là thích hợp và giá thành nó cũng hợp lý. Và một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể các bác ngày hôm nay đã gửi rất nhiều, gần 10 con đẩy PS lên đường, vừa xe khách vừa bưu điện. Cảm ơn các bác của anh em đã yêu mến tin tưởng. Và tôi này có thân mến là sáng mai tiếp tục vẫn có một bộ sản phẩm nữa để test, để gửi tới các bác một bài để các bác tham khảo nhé. Cũng là đẩy PS, em lắp một bộ có địa chỉ tại Lam Sách các bạn, Lam Sách Hải Dương. Và em xin phép gửi lời chào để hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác có thể chụp ảnh lại và nội thất của đẩy PS này. Đấy, em không zoom cho các bác chụp ảnh nhé. Ok, xin chào toàn thể các bác. Các bác thân mến, em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và em nhận giao hàng trên toàn quốc. Các bác hãy liên hệ với các số di động. Ok, xin cảm ơn.